Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Mua Linh Kiện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mô đun cảm biến âm thanh. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mô đun cảm biến âm thanh để bật tắt đèn. Các bạn thấy trên đây chính là mô đun cảm biến âm thanh. Ở mô đun này có 4 dây, có 4 chân. Chân dưới cùng là VCC, công nguồn trực tiếp từ 3,3 đến 5V. Chân thứ hai là GND. Chân thứ ba là D0 DO, có nghĩa là Digital Output, đầu ra kiểu dữ liệu dạng số. Và chân cuối cùng là A0, nghĩa đầu ra dạng tương tự là Analog. Sau đây mình sẽ sử dụng module Arduino Mega 2560, module delay 1 kênh và module cảm biến âm thanh để bật tắt đèn. Sau đây mình sẽ nối dây cho các bạn xem. Như trong cốt mình đã cấu hình, chân 13 của module Arduino mình sẽ nối với chân D0 của module cảm biến âm thanh. Đầu tiên mình sẽ cấp nguồn cho module này. Mình sẽ sử dụng nguồn 3,3V thôi. Các bạn thấy trên module Arduino 2560 có chân 3,3V. Tiếp theo là GND. Mình sẽ lấy chân D0 để cắm vào chân 13 của Arduino. Tiếp theo đó chính là cấp nguồn cho module delay. Như các bạn đã biết, chân VRL và chân VCC của delay nối với nhau, chân GND và mat nối với nhau, chân VCC nối với chân 5V của Arduino. Chân GND nối với GND. Tiếp theo đó là dùng chân cắm chân in của module delay với chân 12 của Arduino. Việc cuối cùng là nối bóng đèn với module delay. Module delay này mình cũng sử dụng loại module tích cực ở mức thấp, cho nên một đầu của bóng đèn mình nối với cổng com và đầu còn lại mình nối với chân thường đóng của module delay.
Như các bạn thấy, sau khi cấp nguồn cho bóng đèn thì bóng đèn đã sáng. Và tiếp theo đó là cấp nguồn cho module Arduino cũng như cấp nguồn cho module relay và cảm biến ánh sáng. Ở đây mình sử dụng adapter 5V. Như các bạn thấy, sau khi cấp nguồn cho Arduino sẽ có nguồn vào Arduino và nguồn của module relay và module cảm biến ánh sáng. Sau đây thì mình sẽ test cho các bạn xem. Như các bạn thấy, sau khi vỗ tay và có âm thanh một lần thì bóng đèn sẽ sáng. Vỗ lần tiếp theo thì bóng đèn sẽ tắt. Tương tự như thế, mỗi lần có âm thanh thì bóng đèn sẽ sáng. Và một lần nữa thì bóng đèn sẽ tắt. Như vậy là mình đã giới thiệu xong các bạn module cảm biến âm thanh cũng như cách sử dụng nó để bật tắt đèn hoặc thiết bị trong gia đình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn muốn mua sản phẩm có thể tham khảo trên web mualinhkien.vn hoặc đặt hàng trực tiếp trên đó. Sau đó sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.